chi của lời nói vô ích có hai, chi của lời nói vô ích có hai là chủ tâm nói vô ích, nó có ý nói vô ích á. Chánh này chủ tâm nói với là ai chẳng, chủ tâm nói với là ai chẳng chỉ cho việc không có thật, chỉ cho việc không cố ý nói để quyến rũ người khác đi vào con đường không có lợi ích. Đây chẳng chấm như người nói ra hoặc sáng tác hoặc dàn dựng, hoặc dàn dựng những sự việc để người nghe, để người nghe dàn dựng những sự việc phải để người nghe phải người đồng. L
lầm tưởng sai mê. Lầm tưởng sai mê. Vậy làm theo chủ ý của mình, làm theo chủ ý của mình, của tác giả đó, phải không? Của tác giả đó, của mình là của tác giả đó, của tác giả, của đạo diễn đó. Đưa đến sự mất lợi ích, đưa đến sự mất lợi ích. Ở đây điều này chúng ta cần phải hiểu vậy này, giống như một cái điều mà được nghe như vậy, là trong cái lớp, những cái lớp mà dạy cải cách bây giờ đó, dạy học sinh đó, có một cái câu chuyện như vậy, nó gọi là thử trí thông minh quá, câu chuyện này gọi là thử trí thông minh quá, nó là vậy. Có một bà mẹ trong giáo trình giảng dạy của giáo viên là quen nghe, có một bà mẹ này có một cái vở sách hơi nặng một chút. Ví dụ trong cái vỏ sách đó đựng xoài cốc mà gì đó, đại khái vậy. Rồi có đứa nhỏ, đứa bé, thì bà mẹ bảo con hãy mang vỏ sách đi, đấy là trong cái chương trình của giáo dục á, để cái con ngoài đó. Thì nếu như đứa bé này nó mang vỏ sách đi thì điều này có lợi không? Có lợi không? Rồi bà mẹ kêu bảo đứa con á mang vỏ sách, nếu mà đứa con mang vỏ sách theo lời của bà mẹ thì nó có lợi không? Có không? Nhưng mà đứa con là khôn ngoan hơn, trong sách nó đứa con nó khôn ngoan hơn. Nó nói rằng là mẹ ẵm con đi, con mang cái này mẹ ẵm con đi, con mang vỏ sách. Mà trong giáo trình nó dạy vậy đó, trong giáo án vậy đó. Nó chỉ cho những bé này gian xảo của mình. Như vậy thì cái điều này có mang tới lợi không? Nó chỉ là cái sự vô ích, mà nó là cái nó là cái giáo trình luôn của cái dục bà bảo này. Dạy cho những cái mánh khóe, cho những đứa bé này vậy mà còn nghĩ ra được, rồi cái kiểu mà cải cách giáo dục, cải cách giáo dục nghiên cứu mười mấy năm đỡ tốn giấy rồi thế, vuông tròn, vuông tròn tròn đấy, biết câu chuyện này không? Cái này có đem lại lợi lợi không? Nó làm rối luôn, rối não luôn. À, thì cái đó là những cái mà không có lợi. Mà do ngồi nghĩ ra đúng không? Nghĩ ra, có tưởng ra, rồi cải cách, bỏ luôn chữ H lên, phản đối trên mạng quá trời, bỏ chữ H, rồi nó bỏ chữ H đó, ví dụ bỏ chữ H đó, đọc bỏ chữ H luôn, giống như kiểu mà tiếng Anh mà mất chữ H, nó câm. Rồi các bạn phản đối như vậy thì khi mà nói cái danh từ là hãy đi chặt cây thì bỏ chữ H, nó ra cái chữ gì? nó phản ánh nó mẹ luôn á. Rồi nghĩ ra luôn, rồi nghĩ ra kiểu đó đó. Mà đầu óc tiến sĩ luôn á. Mấy cái đó thuộc về dạng mà.
Còn chữ y dài, bỏ y dài, thế bằng chữ y ngắn. Như vậy thì cô Diễm Thúy thành đây Diễm Thúy. Bỏ y dài làm y ngắn mà. Vậy mà còn nghĩ ra được mới ghê. Mà bị có quyền nữa, bị có quyền. Rồi có cái giai thoại là tiến sĩ Lưu, không biết tiến sĩ Lưu không? Cái bà bộ trưởng này, như bộ trưởng gì không biết, nhưng mà cái lúc mà triều cường mưa nhiều quá, có triều cường ấy, cách mà chống chế triều cường sao là mỗi nhà đó có một cái lu bỏ nước vô. Rồi sau đó bà mang tiếng là tiến sĩ Lưu. Không hiểu sao mà hiểu. Trình độ tiến sĩ luôn nha, trình độ tiến sĩ luôn. Có nhiều chuyện, nó phức tạp lắm. Nó thành ra cái chỗ mà chủ ý là nói vô ích, nói chủ ý là mình nghĩ tưởng tượng ra, không mang tới lợi. Không biết là trong thời cuộc mới này vừa rồi nhà ai có ai đóng tiền điện không? À, thấy thì sao? Tăng nhiều. Như chúng ta thấy là tăng như 100% luôn á. 100% luôn á. 200% luôn. Tháng trước sự đóng chỉ có 2.6 triệu, tháng này đóng được 4.5 triệu. Cái gì? Sao nhiều hơn rồi? Nó thay đổi thôi, điện là một. Thứ hai nữa là giá điện tăng 900 một ký. Rồi cộng thêm giá trị gia tăng tăng lên luôn nữa. Chứ 100 đồng, 100 ngàn người mất 15 ngàn, giá trị gia tăng đúng không? Số tiền mình lên cao thì giá trị gia tăng tăng cao. Thảo á, trước đó gia đình á, nhà nó đóng khoảng 700, 700-800 gì đó, hôm nay đóng tới 1.5 triệu. Đấy, gần như lên 100% luôn. 100% lương nào tăng? Lương cơ bản tăng cái con lương nó tăng như đây nè, rồi cái vật giá nó tăng như đây nè. Còn ai làm công nhân mới tăng, còn thất nghiệp lấy gì tăng? Bây giờ ví dụ lương ví dụ như lương bảo vệ, lương bảo vệ nghe bảo vệ ngân hàng hay bảo vệ nào nữa, nó từ khoảng chừng là 4, nó biến động từ 4 đến 6 triệu, nó biến động từ khoảng đó thôi. Tiền điện 4.5 triệu lấy đâu nữa em? Lấy đâu nữa bạn? Vậy đó. Ngân hàng tăng chứ, tiền lãi tăng. Ngân hàng. Giảm đang xuống. Tiền kinh doanh. Ngân hàng còn tăng bạo nữa nha đó. Ngân hàng còn lãi thêm nhiều là chuẩn bị. Lãi suất thấp xuống. Mà hình như nhân viên ngân hàng nó không cần lương. Nó cần cái bổng. Bổng còn hơn lương. Cái đó là cái trung tâm nói vô ích, nó là vậy. Cái nhà là mình suy nghĩ để tìm ra những cái mà phải là vô ích để mà nói. Nói chủ tâm nói vô ích.
chúng ta liên tiếp một cái đoạn như vậy. Chấm. Như vậy lời nói của người này như vậy là nói của người này được gọi là lời vô ích. Như vậy là nói người này được gọi là lời nói vô ích. Vì làm cho người khác mất sự an lạc. Ở đây cũng giảng động thêm cái nữa, có những bản nhạc đó, có những bản nhạc ông nhạc sĩ ông sáng tác ra nó lâm ly đi đát người nghe rung rung lệ đi do có thể đổ nghe rồng rồng giống như suối chảy vậy. Thì những bản nhạc này đại đa số cho là hay đúng không? Đúng không? Nhưng mà nó có mang tới lợi không? Nghe mà nghe rồi cái mà gọi là thấm thiết là sụt sùi lau mắt. Như vậy khi mà lau nước mắt nghe sụt sùi nó là tâm gì? Tâm sân. Tâm sân có lợi không? Vậy nghe cái này, những bản nhạc này trữ tình diễm lệ những kia đó rồi ngậm ngùi xúc động thích rồi hỉ hỉ mũi như vậy nó có lợi đâu, nó không có lợi. Thì những lời này là lời vô ích, mà cái lời vô ích này thấy rõ ràng cái lời vô ích này đại đa số lại khoái đúng không? Theo hay cô ca sĩ đó hay, ông ca sĩ đó hay, như là ông Trường Vũ, ông Chế Linh, người ta khác rồi. Có nhiều người mê cái này, mê là mình về mở nha, mở nhạc là còn là những cái băng nhạc của ông Chế Linh, ông Trường Vũ, Như Quỳnh, đã khác rồi nha, hay quá trời ơi. Cái cặp song ca Trường Vũ, Như Quỳnh, quá tuyệt. Đại khái rồi. Mở YouTube lên đi. Nhiều lắm. Nhưng mà không biết mấy cái này là mấy cái nó làm cho tâm mình bị phóng dật. Rồi tâm mình nó rơi vào cái tham có, sân có. Nó có gì thánh thiện trong đó đâu. 10 năm không gặp nó làm ăn cướp nữa. Biết bạn đó không? Bạn nhớ ông em của Phương ca rất là hay nha. Em của Phương nổi tiếng bạn đó. 10 năm ăn trộm nay làm ăn cướp đó. Toàn là vô ích như vậy. Nhưng mà là lao vô mà không biết là phía sau đó, cái phía sau đó nó là một cái đi một ít tiếu đi một ít tiếu nào. Đây là trong kinh điển Phật ngài dạy, trong cái bài kinh của ngài Ta Lú Bố Tát. Ở trong tương ưng kinh phẩm tương ưng thôn trưởng, hôm nay là một vũ kịch sư đại tài nổi tiếng ở thành Phương Xá. Mà hôm ông đi lên tới gặp Đức Phật, ông nói rằng Bạch Thế Tôn, con lên diễn kịch làm cho đại chúng quan hỷ vui cười. Vậy sao có hỏi sau khi con mệnh chung của con sẽ tái sanh về cái cõi chư tiên, được gọi là chư tiên chí tiếu không? Thế Tôn nói, này Tấn Bồ Tát, thôi ngừng lại đi, đừng hỏi nữa. Câu hỏi lần thứ hai, Đức Phật nói, này Tấn Bồ Tát, hãy dừng ở đây đi, câu hỏi dừng ở đây đi, đừng hỏi nữa. Câu hỏi lần thứ ba, Đức Phật nói là,
Này Tấn Bồ Tát, cái người nào mà làm cho những chúng sanh khác rơi vào phóng dật, rơi vào tham ái, rơi vào sân hận, khóc phải sân hận không? Nghe bản nhạc cái sụt sùi phải khóc không? Nghe bản nhạc là khoái quá, thích thú thì nghe mình cũng được vậy, phải là tham ái không? Cái người nào làm cho người khác rơi vào tham ái, người đó rơi vào cái sân hận, thì người đó sau khi bệnh vô sẽ rớt xuống cái địa ngục và ký tiếng. Thì rõ ràng vậy, mình tạo một cái nghiệp, mình làm ra làm cho người khác rơi vào tham ái, làm cho người đó được sân hận, thì cái đó là bất thiện đúng không? Phải không? Yeah. Mình tạo ra cái nhân bất thiện thì khi mình gặp cái quả bất thiện mình phải rơi xuống cái này thôi, không đúng cái này thôi. Nó có gì đâu mà là không có hợp lý đâu. Rồi mình nghe nhạc mình thích thú như vậy đó, mà cái nhạc đó mình thích thú như vậy, mình nghe vậy đó, nó không có nói lời dối, nhưng mà cái việc làm nó có mới đâu. Không biết cái việc làm có mới không? Rồi mình cũng sẽ nhảy xuống cái địa ngục này. Cho nên chúng ta mới thấy ác pháp nó tăng, nó tăng ở chỗ góc độ nào nó cũng có. Nó không phải là nó, nhưng mà người ta lâm xê cho nó. Mà Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chi Kinh, Pháp Ba Chi Kinh gọi là khóc than. Này các tỳ khưu, ca hát đó là khóc than trong giới luật của Bậc Thánh. Ca hát là khóc than trong giới luật của Bậc Thánh. Nhảy múa là điên loạn trong giới luật của Bậc Thánh. Cười là trẻ thơ ở trong giới. Cười hỏi bác sao? Trẻ thơ. Bây giờ than khóc nghe, than khóc đang than khóc vậy mà thích thú. Rồi cái người mà than khóc ấy nhảy xuống chỗ này, rồi người than khóc nhảy xuống chỗ này, người thích thú cũng sẽ nhảy theo. Thì mình thử có mắt quan sát coi có phải này là ác pháp nó tăng mức độ gì. Trên lúc một ngày đó là rất ít người, rất ít chúng sanh sau khi chết từ nhân loại tái sanh lại nhân loại, mà rất nhiều chúng sanh chết từ nhân loại tái sanh cũng bốn cầu cảnh. Đâu cần nữa không? Lúc cần chết cái nhớ mình đang đứng ca hát, cầm đi đâu ca hát. Hôm nay em đi chợ sáng vậy đó. Vậy thì lúc đó phải rớt thôi. Rồi có những bài thơ nữa, những bài thơ nữa. Rồi khoái, nghe. Mai tôi chết ai sẽ là người say nóng mà hộp. Cổ quan tài ai đưa tóc tiễn đưa tôi vậy đó. Chết rồi còn muốn người ta tiễn đưa. Nó có thuần vừa phải thôi. Chết rồi còn muốn người ta đưa mình thì là gì? Mà là khoái. Giờ biết nữa thì bỏ đi, đừng bỏ đi. Quay vào kinh điển rồi. Như vậy thì cái lời nói mà đem ra, cái lời nói gọi là vô ích là đưa người nghe, người đọc đi vào tham sân si. Ở đây có ai coi phim quá nhiều? Có. Quá nhiều cục cô lâu quá nhiều. Bây giờ xin có xem đó. Anh Hùng Xạ Điêu, đọc Anh Hùng Xạ Điêu nữa đó. Cái. Mấy cái đó có đâu? Có đâu? Đen vô tâm tham lam.
Nè, nó tất cả đi lên rồi 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 nó lên rồi. Chúng ta ghi cửa hàng nếu vấn đề được nói ra, nếu vấn đề được nói ra là một sự thật, nếu vấn đề được nói ra là một sự thật nhưng người nghe nó có vấn đề, những người nghe hay người đọc không nhận biết lợi ích thì điều đó có được gọi là lời vô ích không? Thế thì tức là cái lời sự thật của chúng ta, cái lời sự thật, lời sự thật, lời sự thật. Nhưng mà người nghe không biết đó là sự thật. Lời sự thật khi nãy chúng ta nói là đôi khi nó không mang tới lợi ích cho cái người nghe thì cái lời đó được gọi là lời vô ích, đúng không? Còn cái không mang tới lợi ích cho người nghe, tức là mang tới cái sự vô ích đến người nghe, tức là mang tới cái tham sân si. Còn bây giờ cái người lời sự thật này, người nghe không biết đó là sự thật, không biết là sự thật, nó không rơi vào tham sân si, nhưng mà nó không hiểu, cái lời sự thật là sự thật, là có thật, nó gọi là lời vô ích khi người nghe rơi vào tham sân si. Bây giờ cúng dường bông hoa, cúng dường bông hoa cho người nhỏ này nhiều nhất này, tháng tháng nào cũng đem bông hoa nó cúng dường nha đó, cúng dường bông hoa biết em sao sẽ xinh đẹp, đúng không? Nói vậy phải là sự thật không? Phải không? Thì thường thì cúng dường bông hoa kiếm sao được xinh đẹp, đúng không? Có phải không? Đó là một sự thật, đúng không? Nếu mà khi nói như vậy đó mà người nghe rơi vào tham ái, tôi muốn đẹp kiếm sao tôi cúng dường bông hoa cúng em để kia, mà muốn đẹp phải là tham ái không? Phải không? Bố thí kiếm sao sẽ giàu sang, đúng không? Đều là sự thật không? Người nghe rơi vào tham ái, tôi muốn giàu sang để tôi hãy bố thí đi, đúng không? Đó là phải là một người sự thật không? Mà cứ người nghe rơi vào tham ái không? Có đúng không? Vậy lời đó có phải là lời vô ích hay lời có ích? Nó là sự thật á. Vô ích hay có ích? Vô ích. Vậy thì làm sao để cho có ích? Đấy, bây giờ mới nói. Đúng rồi. Nó là một sự thật mà. Dạ. Nói là đúng. Ai cúng dường sắc được sắc, đúng không? Dạ. Ai cho mặt là cho sắc, câu kệ này có đúng không? Dạ. Ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho cúng sứ gửi cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp gửi cho bất tử, câu kệ trong từng kinh. Như vậy thì ai cho mặt cho sắc, ai cho bông hoa là kiếm sao xinh đẹp, phải rồi. Nhưng lại là lời vô ích, Đức Phật này không bao giờ nói lời vô ích. Tại sao chỗ đó còn phải giải thích ra để cho có lợi ích mới nó quan trọng. Đúng rồi. Chứ mà nói từ thôi vậy thì đâm đắc là lời vô ích thôi. Cái sắc đẹp ở đây, sắc đẹp ở đây. Ai cho mặt cho sắc, sắc đẹp. Sắc đẹp đây nó có nhiều cực độ, thứ nhất là trước tiên chúng ta nói hai cái độ thôi. Người có tứ vô lượng tâm đẹp không? Quá đẹp. Đức Phật này muốn chỉ vô tứ vô lượng tâm cái đã chứ. Cái thân xác hình hài này
cái một người có sắc rất đẹp nhưng mà kiêu căng, nhưng mà hổ hĩnh, nhưng là tự mãn tự hào vân vân, coi trời đất bằng phật tiêu chẳng hạn vậy, coi thiên hạ là dung dế, mình là cây đinh của vũ trụ, người đó có đẹp không? Người đó bị kiêng dễ liền, người bị xa lánh ngay lập tức, đúng không? Mọi người có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nét mặt lúc nào cũng tươi vui, không có câu cá, coi câu có. Cái cô người đẹp vậy lúc nào cũng nhăn nhăn cái mặt giống con khỉ vậy, còn có đẹp nữa không? Tâm sân sẽ lỡ mà bất bình, nó ganh tị đó. Có nắm được ý chỗ này không? Cái Đức Phật ngày dạy rằng cái sắc đẹp đây đó không phải là sắc đẹp của hình hài, cái tên là chỉ đó nhỏ, nó không đáng kể, nó chỉ giá trị một thời gian rồi đó. 16 tuổi là sắc đẹp hoàn mãn. Những cô gái 16 tuổi là xem như là sắc đẹp của những cô gái đó là bộc lộ cách hoàn toàn. Nhưng mà rồi 16 tuổi tới 17 tuổi bắt đầu nó lui cho đến 18 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi bắt đầu vết nhăn nó xuất hiện rồi. Vết chân chim nó có mặt trên mặt rồi. Nó từ từ đi xuống cho đến 60 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Bây giờ mắt nó đã không còn long lanh nữa mà nó lờ mờ vậy. Cái sắc đẹp này nó bị vô thường đúng không? Nhưng mà nó vô thường giống thời gian cực ngắn, nó kéo dài chưa được một nửa ngày ở trên thiên, nửa ngày tức là vào buổi sáng của trên thiên thôi. Ở cõi đạo lợi một ngày một đêm là 100 năm đúng không? Như vậy một ngày là 50 năm đúng không? Một ngày một đêm là 100 năm thì một ngày là 50 năm đúng không? 25 năm là nửa buổi sáng đúng không? Mà 16 tuổi tới 25 tuổi, thêm 25 năm nữa là giờ gần gì? 41 tuổi này về chiều rồi. Trai 30 tuổi còn sống mà gái 30 tuổi như trình mắm nêm. Đúng không? Gái 30 tuổi đã to về già. Vô thường đâu có đâu mà tứ vô thượng tâm có thể kéo dài tới 7 kiếp trái đất. Không rớt xuống khổ cảnh. Người chứng được tứ vô lượng tâm thì có thể 7 kiếp trái đất không rớt xuống khổ cảnh. Cái đó so với nửa ngày cái nào nhiều hơn? Nhưng mà người ta khoái bên ngoài, người ta khoái bên ngoài, nhưng mà người ta không khoái như cái này. Tu tập thành tựu tâm từ, tâm bi, tâm thủy, tâm xả thì 7 kiếp trái đất không rớt xuống khổ cảnh. Chưa hẳn đã là sinh thiên đâu, nhưng mà cái sai làm người. Nên Đức Phật ngày dạy tứ vô lượng tâm mới quan trọng cho nó. Mà cái đó cái đẹp vô cùng. Cái người thì cái đẹp khoảng chừng 80 người thôi. Nếu mà không ganh tị, người này đẹp không? Người đẹp 100% mà cái gì còn khởi lên cũng ganh tị, muốn mình có hết, người ta không có. Cái người này có đẹp không? Cái đẹp đây thứ nhất là cái đẹp này là cái đẹp của tiếng người tâm là một. Nhưng mà không bao giờ tìm hiểu cái đó, không bao giờ nói tới cái đó. Mà chỉ nói cái đẹp của hình hài mà thôi. Nhưng khi mà nói tới cái đẹp hình hài, cúng dường thì bông hoa, cúng dường y phục thì cái kiếp sau dự sinh là đẹp. Cái đẹp nó không định nghĩa được, cái đẹp không lột được cái đẹp đó, cái đẹp của cái lửa có thể hình đẹp không được. Cái đẹp hình hài có lửa đâu? Còn cái đẹp của tứ vô lượng tâm có lửa không? Tại sao không nói cái đó mà chỉ nói nghe này? Mà cái đẹp cái hình hài nói lên để người ta tha mái dính trong đó, dính mắt trong đó, khoái đẹp cho nên làm hướng đúng không? Có ông kêu gọi để cũng dường đó, ai vỗ tay cái bàn tay đẹp, ai hô xà phú cái có miệng đẹp, cái thì hạ khoái xà phú vỗ tay đồng loạt lao vô tha mái mà không thấy. Mày cái lời đó đó, cái lời vô ích dẫn tới tham ái. Tại sao mấy cái đẹp này không giải thích ra cho tứ vô lượng tâm? Thứ hai nữa, cái sắc đẹp mà tuyệt hảo hơn là giới được trong sạch, đẹp không? Đẹp. Hả? Đẹp.
Chán dữ đẹp còn thơm nữa đúng không? Cái người thân không giác sanh, không lấy của không cho, không tàn trong dục lạc, miệng không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ, không nói nhảm nhí, ý không tham, không tà kiến, không sân hận, người đó đẹp không? Du hình hài, họ gù, họ siêu vẹo thèo, nhưng mà họ được như vậy, họ đẹp không? Người ta phục không? Có phục không? Rồi, cái đẹp thứ hai nữa là người đó chứng mắt được thiền định. Đẹp không? Người chứng mắt thiền định đẹp không? Người chứng mắt được cái trí tuệ. Trí tuệ phàm nhân cũng chưa, cũng đã là ghê gớm lắm rồi. Trí tuệ phàm nhân cũng vậy. Có coi cái siêu trí tuệ không? Có những cái mình không tưởng tượng nổi, mình tưởng tượng mà sắp xếp mà nó làm nữa. Cũng như là gì, Đinh Nhất Phi gì đó, siêu tưởng đó. Hay là Mai Tường Vân nha. Nó nhớ, đọc qua là nó nhớ. Quá là vừa rồi có một kỳ nhân mà mới vừa chết đó, đó là Hòa Thượng Khởi Sĩ. Mà nội đại sĩ này biết 12 thứ tiếng. Quý vị biết được bao nhiêu thứ tiếng? Đúng rồi, Phật Tông mới chết. Biết 12 thứ tiếng. Tiếng Hoa, những thứ tiếng tiếng mà cái đầu là tiếng Hoa, tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng. Mới chết hả? Mới chết đây. Biết 12 thứ tiếng. Cái đầu khủng khiếp lắm. Ông học Bali với Hòa Thượng Minh Châu, ông học 6 tháng, ông nói Hòa Thượng Minh Châu hết chữ dạy rồi. Về. Hết chữ. Nhớ thì nhớ khủng khiếp. Nhưng hình như là Hòa Thượng Vệ Sĩ không có bằng cấp. Đúng rồi. Không có bằng cấp. Trong khi Hòa Thượng Đại Sĩ này giỏi, trong khi Hòa Thượng Đại Sĩ này giỏi hơn Hòa Thượng, không dân thì không phải là dân giỏi hơn thầy Lê Bồ Tát, không còn một rồi thầy Lê Bồ Tát. Ông thầy Lê Bồ Tát á, hai năm 26 tuổi, năm 26 tuổi có 3 bằng tiến sĩ, năm 26 tuổi thôi nha, nhỏ khủng khiếp nha. Nhưng mà thầy Lê Bồ Tát không giỏi bằng thầy Đại Sĩ, mà thầy đạo sĩ không có bằng cấp thì nó mới ghê, mới được ghê nữa. Nếu một cái người mà có giới định tuệ hoàn hảo, người đó đẹp không? Đẹp không? Cái đẹp đó đó, các bạn muốn nói ai cho mặt cho sắc cái đẹp đó đó, cái đẹp nó mang nó lên, cái giới nó đẹp, mà không chịu nói ra, không chịu nói ra, chỉ nói cái đẹp hình hài thôi. Mà khi mà nói cái đẹp hình hài đó là nói có ít hay nói vô ích? Khi mình nói là cúng dường bông hoa để kiếp sau xinh đẹp này kia, rồi có là cái xinh đẹp hình hài, mình nói vậy là vô ích hay có ích? Vô ích. Hiểu cái này không? Mà nói là kiếp sau cúng dường bông hoa hay là cúng dường cái những cái sắc sơn hết nhà chùa chiền kia đó, kiếp sau sẽ được xinh đẹp, là giới xinh đẹp, định xinh đẹp, gì nữa, tuệ xinh đẹp, giải thoát, giải thoát mình xinh đẹp không? Mừng quá chứ. Kiếm được một cái niết bàn cái là yên lắm, có visa không bao giờ lộ xuống bốn khung cảnh nữa, bị cấm giận bốn khung cảnh rồi. Không bây giờ mấy cái nói tại sao không nói, mấy cái nói tại sao không nói là mà chỉ nói à bây giờ bố thí được tài sản, bố thí được tài sản, bố thí có tài sản đúng không? Đúng chưa? Cái này phải sự thật không? Nhưng mà không phải cho mọi người chỉ cho tài sản của hiệp thế nào không? Phải là giàu có cái ho ra bạc mà cạt ra euro không? Không phải vậy.
mà cái tài sản đây chỉ là người bố thí làm sao ước nguyện được tài sản của bậc thánh. Tài sản bậc thánh là gì? Bố thí để có được tài sản của bậc thánh thì lời nói đó là lời nói không phải là vô ích, mà nói là bố thí đi để được kiếp sau giàu sang, để được như là đại gia nhu quan trưởng giả. Lời nói đó là lời nói vô ích, bởi vì nó dẫn cho người ta tham đó. Còn mà chứng được cái tài thánh sản, tính tài sản, giới tài sản, nhân tài sản, nghiệp khí tài sản, tuệ tài sản, tàm tài sản, quý tài sản thì nó có tham ái làm trong đó không? Bắt buộc phải việc mình tham ái mới chứng được mấy cái này. Còn nếu mà có tham ái không thể chứng được mấy cái này. Những cái tài sản của Phật ngày dạy đây là ai cho ai cho xe cho đạn, ai cho đèn cho mắt, ai cho chú xứ rồi để cho tất cả. Phải bố thí được, Đức Phật ngày dạy bố thí để có được tài sản. Tài sản đây không phải là tài sản của hiệp thế, mà tài sản chủ yếu phải là tài sản của siêu siêu thế. Ngoài tài sản siêu thế ra thì nó dính mắc vô thêm cái tài sản hiệp thế. Nên có tài sản siêu thế rồi thì tài sản hiệp thế kia nó sẽ có. Nhưng mà chủ yếu của mọi người chỉ cho cái tài sản siêu thế chứ không phải là chỉ tài sản hiệp thế. Nhưng mà khi nói nó cắt ngang, nó không phải là cắt ngang, nhưng mà đến đây là không nắm rõ được cho nó, cho nên bố thí đi sẽ được cái tài sản, sẽ đi giàu sang, sẽ đại gia. Lời nói đó lại là lời nói vô ích, bởi vì làm cho ta cái dính mắc vô cái tham ái nằm chỗ đó. Còn phải nói là nếu mà bố thí như vậy đó, nếu cũng dường như vậy, sau này sẽ được thánh tài sản thì cái nó lại là lời nói không vô ích, tức là có lợi. Có hiểu ý nghĩa này không? Cái lời sự thật về nó mà nó đem tới như vậy, nó mới gọi là vô ích hay là vô ích đó. Là chúng ta sớm đẹp à, nếu lời nói không thật, nếu lời nói không thật giúp cho người nghe hiểu được lý pháp, hiểu được lý pháp, hiểu được nghĩa pháp, thì điều đó không gọi là lời vô ích. Mặc dù nó là lời công thật thôi, nó chỉ là lời công thật thôi, nhưng mà không phải là lời vô ích. Chấm số hàng. Có 32 điều được gọi là lời vô ích như sau. Hai chấm, tuần sau tiếp. Có có 32 điều được gọi là lời vô ích. Cái giảng trong kinh tứ diệu lời đúng không? Nhưng ở đây mình bài kinh khác thì không giảng thôi. Rồi, tuần sau tiếp.